Kênh Huyền Milk xin chào các bạn nhé. Đây là mâm cơm của mình nha. Đấy, có món chân giò Quảng Đông này, rau cải này. Chỉ nên để xuống cái này.
Cho nước mắm bây giờ. Nước mắm bây giờ. Rồi. Cho thêm nhiều vào. Ăn cả tuần. Cho đi vắng ở nhà cho thế mà ăn. Dạ, không có gì mới. Xứng kia bố ăn ngon hơn. Suốt ngày thế thịt bò rồi cá làm lẩu rồi. Các em ăn giấy à? Cho bố xin. Ăn giấy con này. Hãy mua ra này, lấy nữa thế nào? Lấy nữa nha, lấy chưa? Lấy mua. Chơi xe ô tô về này. Lấy sao? Xong rồi. Xong rồi. Video đây của mình đến đây là kết thúc nha. Xin chào mẹ và các bạn nha.